gọi tên con cháu đi, gọi người chết hay người sống, sống thì cứ để từ từ gì đi đâu mà vội. Đấy là bảo bộ vàng lên bên muốn nghẹn lên bè lè rẻ lên nơi từ từ thì cứ kéo nó cũng sẽ già cái gì, còn người cháu thì nó già. Người cháu hả? Vâng. 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 Ôi giời, thôi thế cả chuột. Thì gọi, chân thì đau, mắt thì mờ. Nhưng mà cứ vào thì chỉ tới tự gì? Em được cũng phải vào. Mang tôi cũng gần đi thôi, không xa lắm. Vâng. Các cháu nó một tính, tôi tính như tôi cũng cứ đi. Vâng. Vào đi. Không phải gọi tên nữa. Anh là gọi tên à? Vâng. Không phải tên nữa, biết ai em cũng. Rồi đây, gọi cháu nó tên là cái Trinh. Chính ở đâu ạ? Dạ, Trinh là thuộc là tỉnh Bắc Ninh. Con đây ạ. Ôi trời ơi. Bây giờ mở con đây là được. Con chào bà Lục. Con bảo là cứ để giấy nước thì được. Lục Lê. Bà Kiếm. Nó còn chạy đi có việc con ạ. Tên của quà. Quà biểu phụ. Đấy, bảo là cứ để giấy nước thì nó cũng giấy. Cụ hát con họ đấy. Đưa đưa đây con. Thế mày về đi tặng về đây. Không hả? Nhận được rồi thì về đi chứ cái này đem gì? Không là không thế nào. Con còn thấy hỏi bài nhiều. Hỏi à? Mày làm cái gì mà chờ chờ nó lần lần nhỉ? Biếu người ta chẳng biếu biếu xong ta về luôn. Ngồi cha ra, ngồi cha ra. Mày hỏi tao, tao hỏi mày. Ai hỏi trước? Bà nói trước hả? Ừ. Tao nói trước gì? Ừ. Ừ, chứ không phải mày nói trước gì? Ừ, thế hỏi cái gì bắt đầu thì thôi hỏi bắt đầu phải cháu dạy ta trước nha. Thế giờ về đi về mày làm dâu nhà tao thì thôi thì giờ về nằm nẽ. Thế thôi giờ đây số mạnh vất vả thì thôi cháu dạy tao thì đẹp trai như sĩ điều. Đúng là mặt đây to tay lớn đi, đúng là rửa mặt thì nâu gội đầu thì cháu tao là không có tí tóc nào cả. Nhớ chưa con? Thế bây giờ mày lấy cháu tao giờ thì mày là tập nhỏ chứ mày là tập lớn. Thế giờ mày lấy về giờ mày đẻ cho tao được hai đứa con. Thế thôi giờ tao quý mến mày thì tao giúp đỡ mày. Ngày mày về mày trông mong hương khói dựng thờ cho các cụ, mày chấp lễ chấp bái cho các cụ thì các cụ phù hộ. Còn đấy nói thật ra là vợ trước của nó thì cũng không phải là các cụ ghét bỏ gì. Mà đây là sai thì sai ở tại cháu trai của cụ. Con nhớ chưa? Là bây giờ chồng mày là thằng Minh. Con nhớ chưa? Thì thằng Minh thì là nói thật ra thì cụ cũng có thể. Nói thật ra là các cụ cũng không muốn nhắc gì đến chồng mày đâu. Thế nhưng mà thôi cái chuyện gì thì chuyện này thì kệ con mẹ nó. Nó vẫn là con cháu tao, nhưng tao cũng ghét nó lắm. Có cái tao không ưa gì nó đâu. Thế nhưng mà thôi thì cháu về làm dâu thì thôi vợ lẽ thì thôi giờ vất vả. Bây giờ vợ cả nó như thế nào cháu về cháu ở cháu biết rồi. Không phải cháu tranh vợ cược chồng. Con nhớ chưa? Mà đây là đây vợ nó tự là bye bye cháu tao thôi. Vì cháu tao ngoan quá nên là vợ cả nó bảo thôi anh ở lại nuôi mẹ anh với cả em chị em anh em nha. Còn là em dí lợn mở với anh nữa, em về nhé. Nhớ chưa? Thế thì mày thì tao nghĩ là nó thế. Bây giờ cô ấy thứ nhất là đàn ông mà không có vợ không được mà thấy nó cháu lên đây nó cứ chưa khớp ra mà nói thật ra là đi ra ngoài đường thì không ai bảo chồng cháu là người bình thường. Con nhớ chưa? Mà ai bảo chồng cháu là đi tổng giám đốc hoặc ông này làm lớn lắm. Nhớ chưa con? Vừa trắng vừa đẹp trai, da thì hồng hào, tóc tai bọ. Con nhớ chưa? Nhìn mặt mũi thì người ngợm, bụng thì to, đít cong. Ngược ấy đi châu Phi, người thì hoành tráng ta chàng. Mặt mũi thì đẹp tuyệt vời. Nhưng mà xin lỗi cháu dâu công trên dòng dưới bộ cắt tút chẳng có đẹp. Nhớ chưa? Thằng ấy mà đi lừa người ta thì ấy, một nghìn gái sẽ chết với nó à. Nhớ chưa con? Ông chăn mới biết chăn có giận. Thế nhưng mà cái này là sai lỗi là lỗi từ mẹ cháu nhiều. Đáng nghe các cụ cũng bù chi bút chít kèm cặp chồng cháu. Nhưng mẹ cháu là rất không ra gì. Mẹ cháu là lấy chồng nhưng mẹ cháu không tôn trọng nhà chồng. Tức là các cụ, mẹ cháu có mấy mặt con nhưng mẹ cháu không tôn trọng nhà chồng. Chồng cháu ấy, bố chồng cháu lúc ấy, bố chồng cháu có biết thằng nào tên là thằng Long không? Bố Long con. À, thế thằng Long. Thằng Long có phải đẻ ra thằng Minh không? À, thế đúng à. Thế thì giờ ta nói với các con, cháu rồi bố cháu lúc ấy, đàn ông vất vả, nhà tao thì đi ấy, nấu táo. Đúng là đời các cụ nấu táo, đến đời bố cháu nấu táo, con nhớ chưa? Ông bà cũng nấu táo, các cụ nấu táo chứ không phải là bảo là gớm ghê hay là cắm rào sâu khó dọc.
mà là bố cháu phải đi làm đi ăn con nhà, ê, đi làm đi ăn chứ không phải con nhà mười. Bố cháu đi làm có khi nửa năm bố cháu mới về. Ngày xưa thì điện ấy thư ấy tỉnh không có, chỉ có viết cái lá thư vài tháng lá thư thôi, chứ còn cũng không có gọi điện gọi đón như thời buổi bây giờ bảo là ê nhớ vợ nhớ con này gọi điện về. Bố cháu cứ đi biển biệt làm thì về nhà thì nói thật cho mẹ cháu ở nhà ấy, mẹ cháu không phải dạng vừa, toàn gọi tao ấy, nhớ chưa, gọi tao mấy các em chồng đấy, toàn gọi là thằng mặt lồng con mặt lồng, chứ chưa bao giờ là tôn trọng tao gọi tao bằng mẹ chồng bao giờ, con nhớ chưa. Mà đấy các chú mày còn sống chứ không phải là các chú mày nói điêu, mà mày về làm dâu nhà tao là cũng đó là thực tế rồi. Thế thì giờ đấy bố mày đấy thì cứ bảo là thằng mặt lồn mày ấy, không bảo con mày về, bây giờ con mày đi nếm lồn con nào mới ngủ với thằng nào con nào, bây giờ có con riêng lấy đứa nào. Nhưng mà lúc khi bố cháu có về, con nhớ chưa, bố cháu có về thì các cụ có hỏi ấy, bản thân bà có hỏi rồi các chú cũng hỏi là xem là có con riêng không. Nhưng mà đấy bố con đi làm được về bao nhiêu đồng, ngày xưa được đáng bao nhiêu đâu, được vài đồng vài hào là về, có đưa bố cụ thầy bù đồng nào đâu, mà đưa hết cho vợ con. Thế giờ là để mà nuôi con. Thế nhưng mà đấy mẹ cháu nặng ấy gớm ghê, đánh đá rồi chửi ông bà rồi chửi họ hàng ấy. Cả họ nhà chúng mày ấy giúp vào lồm tao, con nhớ chưa, rồi chửi bố láo chi tuyết trên đời. Thế rồi là đây mẹ cháu làm cái điều đấy cả họ chứ không phải một mình bà. Thế rồi là cả họ phải họp họ, con nhớ chưa, xong là bảo bố mày ăn nằm với người nào kia, bố mày khẳng định là không có ai cả, không có ai từ trước đến nay mà không có cái gì cả, nhưng mẹ mày vẫn cứ đổ lưu cho gia đình nhà tao. Và cuối cùng bố mày không chịu đựng nổi, con nhớ chưa, và họ tập trung họp lại gia đình. Thứ nhất là bắt đầu từ đấy giờ đi mẹ cháu sống không sống chết mẹ con nhà mày, rồi là anh em nhà mày, mẹ con mày sống chết thế nào cơ, cả họ không ai nhận. Đám cưới ma chay họ hàng cưới hỏi ba bè bốn bên không ai tập nhận mẹ cháu nữa. Từ lúc đấy là mẹ cháu là cô độc, chỉ tự nuôi con. Còn bố cháu hận quá vì mẹ cháu đánh đập bố cháu, con nhớ chưa, mà đến nỗi bố cháu phải bắt xứ đi mất, không dám về, nhớ chưa con. Thế giờ là bố cháu không dám về, không dám về rồi thì bố cháu phải bắt xứ đi, bắt xứ đi tức là không dám về với người đàn bà mở ấy cơm ghê đánh đá rồi chua ngoa chửi hết người đó người kia. Bố cháu cũng, bố cháu thì hiền lành, bố cháu không đánh, bố cháu không đánh gì cả, mà bố cháu cũng không nói năng gì. Thế bố cháu chỉ dặn là cô ơi các em ơi ở nhà rồi là trông nom nhà cửa rồi trông nom u rồi là con đi là con không về với nó nữa đâu, nhất định là con không về, kể cả là u chúng ta bảo là thôi về, còn con cái đấy thì bây giờ còn hai ba đứa con thì con phải về. Mà ấy nó bảo bây giờ con không ở được, bây giờ thấy u con cháu nói là con, thế nó đi biệt tâm biệt tích luôn. Bố cháu đi biệt tâm biệt tích bố cháu. Thế về sau là ông bà có ốm đau thì bố cháu có về, về nhưng bố cháu không, bố cháu chỉ nói là đến bây giờ giờ phút này là con lấy vợ rồi, con nhớ chưa, bố con có nói là giờ phút này là con lấy vợ rồi. Vì là bố cháu đi biệt tâm biệt tích đến 10 hơn 15 xong bố cháu mới quay về. Bố cháu về thì lúc đấy bà còn sống chứ bà chưa chết, mà các chú mày vẫn còn sống, con nhớ chưa, chứ không phải là các chú mày đã chết. Về thì bảo nào bây giờ con thưa thế thầy u là con đã có vợ của con rồi. Có ai bảo thế thì con vợ con này nó bảo không nhận nữa, mà họ cũng không ai nhận nữa, từ lúc đấy không ai nhận nữa. Nhưng trên giấy tờ trên đấy họ hàng thì đây vẫn bố ấy, mày vẫn là bố của chúng mày, mà chồng mày vẫn là cháu của chúng ta, nhưng mà mẹ mày thì không, đúng là trên tòa án thì không có cắt đứt. Con nhớ chứ, ngày xưa con đăng ký kết hôn thì đâu mà cắt đứt với cắt đứt, nhớ chưa con. Thế nên là bây giờ về đây ở thì là bố cháu đi xong từ ngày đấy là bà chết rồi là bố cháu đi, thế giờ về bố cháu đi, thế là bố cuối cùng bố cháu già thì bố cháu về bố cháu mất, con nhớ chưa. Nhưng bố cháu không mang vợ con về, bố cháu cũng không mang vợ hai về, mà con riêng về, bố cháu không mang về, bởi vì bố cháu về bố cháu sợ mẹ cháu quá, con nhớ chưa, thì mẹ cháu sẽ làm hại đến con cháu của bố cháu. Thế nên là không mang về, không mang về thì lúc ấy nuôi thì mẹ cháu nê ở ác quá, nên vợ cả của thằng Minh nó hay bảo thôi mẹ con mày ở với nhau ngày trước khi ra đi thì cái con vợ cả mày ở lại mà đi con mẹ mày, tao đi về nhà tao phải như thế nào để cho vợ cả nó nói cái câu đấy, và nó ruồng rẫy nó ra đi, con nhớ chưa, nó mang con nó ra đi. Thế thì tao nghĩ là thôi thì tao cũng già rồi, tao chết tao không còn sống nữa. Thế nhưng chú mày chưa bao giờ nhận gia đình nhà mày, anh em mày, đến khi tao chết đi cho đến các chú mày chết hay ốm đau vận hạn trong gia đình cưới hỏi, mẹ cháu chưa bao giờ được bước vào gia đình nhà tao lần nữa, và chúng mày cũng không được bước vào gia đình nhà tao, nhớ chưa, anh em chúng mày không được ai bước vào, nhớ chưa con. Thế đến khi mà chú chết, con nhớ chưa, chú con già các chú con mất, nhưng mà đấy gia đình nhà con cũng không được bước vào nhà, con nhớ chưa, mà gia đình nhà con không được phép bước vào, con nhớ chưa. Thế nên là bây giờ đây các cháu lớn rồi thì thôi giờ đây tao thấy mày cũng chịu được khổ, mày tao thấy mày cũng vất vả. Thực tế ra thì nếu trên giấy tờ thì bà cũng không thể nào chấp nhận chúng mày được.
Vì không chấp nhận mẹ mày, không chấp nhận kể cả chồng mày cho đến cả chị hàng mày thì làm sao mà chúng ta chấp nhận được. Nhớ chưa? Thế nhưng vì mày là đê, tao thấy mày cũng khổ mà cháu tao nó đối xử tệ bạc. Con nhớ chưa? Mẹ mày trong cái đó đám ma đám chay gia đình nhà tao, mẹ mày cứ vỗ lồn, mẹ mày chửi náo quá. Các cụ không chịu được nổi. Mà người sống tao không chịu được thì người chết tao không chịu nổi. Tao sống tao đã khổ với mẹ mày rồi. Bây giờ tao chết tao mẹ mày cũng bất giận. Thế này bây giờ tao ấy nói thật với các cháu này nè, tao không quan tâm. Người ta bảo ô cụ ơi, thế thằng Minh nó lại vào kia nó chơi bời thế kia, cụ à tôi chẳng quan tâm. Thế bảo thế cháu cụ nó cái bán hàng bán nọ rìa đường thế nào, nó bán thịt bò thì bán thịt lợn thì bán các thứ thì nè, nó mổ lợn mổ gà như thế nhiều thì các cụ có sao mà không. Thế chả biết nó là ai. Khi các cháu các cụ không quan tâm cho ai, cháu mua tập trung mua nhà ở rìa mặt đường ấy, gia đình Bắc Linh con nhớ chưa, cháu mua ra đấy cái mặt chợ, nhưng mà các cụ cũng đi qua, các cụ cũng nhìn thấy, nhưng các cụ cũng đi qua không cần quan tâm gì. Thế đến khi là đây các cụ mới thấy chồng cháu đối xử với cháu tệ bạc quá thì nói thật ra là các cụ thấy thương các cháu thôi. Thương như là người dưng nước lã mà nhìn thấy các cháu hoàn cảnh này để cho người đàn ông trà đạp các cháu, tao mới thương các cháu thôi. Thế còn ta đi qua thì ta vẫn bảo thôi các cụ mà run rủi cho cháu mua hàng cho cháu nó đắt hàng. Thì run rủi cho con cháu các cụ đi qua thì mua cho cháu nó đắt hàng thì ta cũng run rủi cho. Thì buôn bán cái ngày đấy xin lỗi cháu một tháng. Đúng, cụ để ý kiểm kê. Một tháng cháu phải kiếm 200 ngàn một đợt. Bán đi bán hàng cho con. Con nhớ chưa? 200 ngàn, đây, 200 ở trên Trần Gian là 200 triệu. Vâng. Một tháng. Con nhớ chưa? Tức là cháu ấy giao thịt, các loại thịt và các loại ấy là cháu giao là một tháng cháu được 200. Lúc cái cháu dồn vào là được khoảng tầm ấy, vào xây gian cửa gian nhà ấy, gia đình Bắc Linh này. Sau đó là cháu mua quán này. Sau đó là đây còn đâu tỷ 2 tỷ bắt đầu là vợ chồng cho ấy, người ta vay mượn là người ta trốn mất, bây giờ người ta trốn bùng mất vào trong Nam này. Này cái số tiền đấy này. Và chồng cháu đi đánh bạc. Chồng cháu là thằng Minh nó đi đánh bạc này. Là nó thua cái trị giá cái chỗ đất đấy, nên lúc đó nói thật với các cháu là cũng phải khoảng 700 triệu cái lúc đấy. Con nhớ chưa? 700 triệu và chồng cháu lại cầm cái sổ đó mang đi cắm cho gia đình nhà người ta. Ta nghĩ thương cháu thôi thì ta mới giúp đỡ thôi. Vâng, chứ còn thực tế ra ta cũng không có thương gia đình chồng cháu. Vâng, con biết bà lỗi thương con. Nhưng lúc đấy mẹ chồng cháu còn sống chứ mẹ chồng cháu chưa chết. Con nhớ chưa? Nhưng mẹ chồng cháu cũng bố láo chi tuyết rồi chửi bậy chửi bạ rồi nói láo rồi con nói là con thắp hương các cụ rồi mẹ chồng cháu lại cho các cụ ăn các đủ thứ thế nào. Thế nên là mẹ cháu láo quá, các cụ thì thôi thì vì thương mày thôi. Mấy hai đứa con nhà mày thôi, thằng Linh mấy cả cái Mai thôi. Con nhớ chưa? Thì các cụ nhìn thấy các cháu hoàn cảnh như thế thì các cụ nghĩ là đi chợ đi búa thì các cụ thấy hoàn cảnh khó thì các cụ đi qua chợ thì những người dưng nước nã người ta còn trông nom được họ được, thế tại sao các cụ không hôm nào thế là cụ cũng thương các cháu lắm. Nhưng mà chồng cháu nó không có đức, bởi cháu về làm dâu cháu lại dám cúng mấy thằng liệt sĩ nhà ta. Con nhớ chưa? Cháu cúng liệt sĩ mà mẹ cháu không cho cúng. Con nhớ chưa? Nhưng cháu vẫn cứ cúng bởi vì một con trai của bà chết ở xa lắm. Con nhớ chưa? Chú Tuất Phương, Phương một chú thì chết ở Lạng Sơn. Con nhớ chưa? Hy sinh ở mặt trận đấy đấy. Và một chú thì hy sinh ở mãi xa lắm. Mãi tận núi trời ơi cơ. Con biết trời ơi nó ở đâu không? Con đi rồi đấy bà. Ở đây là gọi là cái gì? Huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Xa xa nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Thế nên là đây các cụ đều biết hết. Không phải các cháu mò mẫm vào tận đấy. Ta bảo thôi thì cháu thương ấy thì ta phù hộ cho thôi. Vâng ạ. Thế cháu vào đấy thì cháu ấy trông nom rồi là hương khói vụng thờ rồi thờ hai chú thì là ta phù hộ cho đến khi nhà mày xảy ra chuyện ấy bùng nổ trong gia đình. Vâng. Thì ta cũng thấy ta thương các cháu. Ta thương là thương mà. Vâng, vâng. Còn mẹ mày đi dọc đường, mẹ mày đạp cái xe đạp, mẹ mày đi dọc đường, mẹ mày chửi các cụ là cả họ Ngô người tao ăn nó ăn kia, con nhớ chưa? Rồi chửi cả dòng họ nhà tao rồi nè. Thế nọ kia, nhưng mà chúng ta có động gì đâu. Thôi bà. Chả ai động gì mẹ cháu. Thế mẹ cháu đi dọc đường mẹ cháu chửi náo quá thế nào. Nói thật với cháu lúc ấy tao cũng điên thiết. Ngay con nhớ chưa? Tao bảo là từ người sống nhà tao họ nhà tao không ai động đến. Từ người chết không ai tao động đến mẹ mày. Tức là mẹ mày ra khỏi họ lâu rồi. Thế mà mẹ mày cứ chửi con, bây giờ mày cúng bái con dâu cúng bái thì chúng ta đã về đâu. Còn chúng ta có cúng thì gọi là tôn trọng các cụ thì chúng ta thôi, chứ còn chúng ta không về. Vì mẹ mày còn sống như thế cơ mà. Còn chúng ta bước vào nhà thỏa mãn, chúng ta cũng là ấy bậc trên ta bước vào thỏa mãn. Kể cả là dòng họ nhà tao tử nhưng mà đây máu mục nhà tao tử, người sống thì chết tao tử nhưng ta vẫn vào được trong nhà. Nhớ chưa con? Thế nên là về nhà về cửa thì nè, mẹ cháu láo quá thế là các cụ điên tiệt, các cụ gầm cái gậy các cụ, đường chẳng có bóng ma nào cả. Con nhớ chưa? Thế là các cụ đập cho cái bầu ấy, bánh xe thế là ngã ra cái, thế là mẹ cháu gãy xương rồi.
Còn nữa chưa? Gãy xương, thế là về, thế là mẹ cháu là về làm cái là chữa chạy băng bó, thế là các cụ thấy mẹ cháu làm đấy, mẹ cháu cũng không biết sám hối mà mẹ cháu lại láo quá, thế là các cụ phục hậu cho năm lại thối hết thịt luôn. Nhớ chưa? Thối tức là cái đít này và cái lỗ đít này và cái mên mông này là hai mông này nó ăn luồng hết luôn nhau. Còn dưới bắp chân này là cứ làm đến đâu là thối hết đến đây. Còn nhớ chưa? Thối luồng hết, thối hết cả các thành. Chúng mày nật lên là thối cứ hoang tí mẹt lên, rửa lên rửa xuống không thể hỏi. Thế xong bắt đầu là các cụ làm cho không cử động được chân tay, bắt đầu mới làm lên. Nhưng mà cái đầu óc này vẫn tỉnh lắm. Nhớ chưa, cái mồm vẫn vang vang lắm. Bây giờ thế là các cụ mới là thế là các cụ bóp cho cái, thế là mồm ha ha. Thế là ăn không ăn được. Thế là mày cứ nghiền cháo rồi là đây bơm vào mồm, bơm vào mồm mày xong mày chồng mày ở là bà bây giờ bà ác quá, bây giờ bà mất hết học hàng của thịt nhà con rồi là mày cũng có nói là mẹ ơi thì mẹ sống cô ấy, bây giờ mẹ còn sống thì mẹ cứ nằm đấy mẹ sám hối các cụ, mẹ đừng nói bệnh mẹ náo các cụ nữa thì là xin các cụ phụ hộ cho, thì mẹ mày thế là vẫn cãi là bảo các cụ ăn lồn nó đi vậy nhỉ, thế là các cụ bé luôn tay, thế là sao thế này luôn, thế là khói cái nghe ơi bé ăn nữa, thế là bác cô cũng béo vẹ mồm, thế ăn đéo ăn được, thế là hôm ấy là phải vanh cái mồm ra lấy cái đũa cả ngoáng ơi bơm nước vào, chồng mày còn bảo là không phải ngán kệ cho bà cho mày à, thế là cụ thấy mày vẫn ngán, thế là mày nghiền nửa cân thịt mày cái lúc cái thịt nó rẻ, chứ bây giờ mà thịt đắt thế này lấy đâu mà ăn nhặt nửa cân gần nhớ chưa, ta thấy mày nghiền ra mày cho vào cháo mày đánh lên rồi mày ấy đây cho vào xà lanh bấm cho mọt ấy nhở, thấy mày sung sướng ấy nhở, thế nhưng về sau ấy tao thấy ấy, mày khóc mếu quá rồi hầu ạ, dạ vâng, thì là ta nghĩ năng này thì cháu gái là chị chồng mày thì nó đến bảo là mày bỏ mẹ mày ra, tao không hiến mày cho mẹ tao, ê thế nào gọi taxi vào đón mẹ tao lên trên nhà hả, lên đấy rồi thì là đi nằm ở đấy rồi ở gì đấy dằm cái thối giường cái chiếu rồi đã lên con rể rồi con gái rồi này còn đi thông ra đấy nghe không dòng cái sợ dòng cái chửi thông ra bây giờ mồm náo, thế em bắt đầu chồng nó cú toàn thằng con rể nó bảo đi mẹ con chó mày đưa con mẹ mày này giả, thế nó lại taxi trở về vứt trả không ai nhìn con chó thế này đấy, thế nào này đến tay mày luôn. Mày nuôi thì đến lúc mày nuôi thì mày cũng thấy thương quá, thế nào nằm lên liệt giường để chiếu mà ấy co quắp hết rồi, thế mà không ăn được cứ bơm như con chó chết, thế nào cụ điên tiết, thế nào hôm ấy mẹ mày vẫn còn bên con ê ý là chồng mày đi cờ bạc đây là ấy thua tha nè không có tiền, chồng mày tao còn biết cả chồng mày, chồng mày thấy băng đảng xã hội đi ăn đến bịt mẹ mày trèo vội lên tầng chui vào gầm giường nằm chui vào cái bao nằm yên như một chó chết trong buồn lẻ quá đấy, bỉa đâu bỉa cái bao thì có được nha, để biết hết nha. Sau cái đó là mày đứng ở dưới mày xin bảo bây giờ chồng tôi đi đâu rồi, ê cờ bạc lợ lần nhiều quá trốn đi đâu mất giờ tôi không biết ở đâu cả, thế nhưng mà cái sổ đó của các cháu còn chồng cũng nằm như một con chó chết không dám xuống mặt, hôm mà xuống xin lỗi mày đi băng đảng nó cắt cơn chồng mày nó xin chết đánh chết con này nỡ chưa, nằm như một chó trong giường ấy, thế không dám lên dám thọ mặt ra, thế xong đến lúc mày phải đứng ra mày nhận thì các cụ ấy lúc ấy cụ lại biết là mày khóc mấy mà cụ ơi bây giờ cái sổ đó nhà con cắn rồi bây giờ cụ làm nở bây giờ nhiều tiền thế cũng lấy đâu không nhỉ, thế là các cụ lại nhập vào thằng con nó bảo lại chửi bố nó đi vẽ ông đưa cái sổ đó vào nhà Minh đấy để tôi xem nhà Minh thì xem nào thế nào đây nhà cái Minh Trinh xem thế nào, thế xong tự nhiên đấy nó cầm sổ bố nó đây cái sổ đó của nhà nó cắn đây, thế là bắt đầu nó cụ nhập vào đó, thế là tự nhiên tăng nó cầm sổ đó nó giả mày thấy có siêu không? Đấy, thế là mày cười ấy, tự yên trong nó tỉnh táo ra, nó bảo thằng con bố nó bảo ôi thì mẹ cái sổ đó tao đâu rồi, con giả cho nó rồi. Thế cũng làm thế có siêu không? Nhưng cháu vẫn phải giả lợ của chồng cháu đánh bạc rất nhiều. Có nhớ chưa? Cháu phải vay nãy ngày, cháu vay xã hội, cháu vay đủ thứ trên đời để cứu lấy chồng cháu, nhưng chồng cháu không có đức. Tính nết chồng cháu giống y chang mẹ chồng. Vâng, thôi con xin bà lỗi. Ác hơn con quỷ dữ. Vâng. Không hề biết thương vợ, không hề biết thương con. Con nhớ chưa? Trong cái đó vợ đứng ra vay nãy ngày cho, rồi trang trải lợ lần để cứu chồng. Nhưng khi lúc đấy mà mày đấy phải bán cả cái quán đi. Con nhớ chưa? Quán ở chợ. Vâng. Rồi là đây dồn dịch để trang trải lợ lần cho chồng mày. Chồng mày nhưng mà chồng mày cứ ra. Đây rồi ấy, nó vẫn về nó đối xử với mày tệ bạc. Vâng. Rồi nó vẫn coi mày không bằng con chó trong gia đình. Xong đấy đầu là mày ức chế quá, nó hành hạ mày nhiều quá. Mày giả lại cứ liên tục lãi ngày, lãi ngày, lãi ngày, lãi ngày. Thế là cuối cùng chồng chất lên không biết bao nhiêu tiền, con nhớ chưa? Thế rồi cháu phải bán quán, bán xã. Thế rồi chồng cháu vẫn hành hạ, thế là cuối cùng mày phải ra tòa.
Mày ra tòa thì mày nằm đơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hai vợ chồng tôi sinh được hai đứa con, một trai à, một gái một trai. Vì là đây đẻ con Mai trước mà, thằng Linh sau. Thế thì giờ đây các cháu như thế này, thế là mày viết cho mày đưa lên tòa xong mày đút lót tòa 7 triệu. Mày cái cắt đứt đê. Tao thấy tiếc 7 triệu. Bà đi đòi về rồi còn đâu. Tao thấy tiếc. Mà tao nghĩ bây giờ mày mà bỏ nó thì chó là cái mặt nó. Thế gì ạ? Nên là nên là các cụ thôn chủ cho cháu rút đơn thì cháu đã lên tòa, tao tòa lại 7 triệu. Tao nhập và tao đòi 7 triệu chứ tôi còn ạ. Nhưng tao biết thằng chồng cháu lên tòa nó còn chửi cháu trước tòa, nó đít mẹ nó, tôi có vay mượn gì đâu, nó tự vay của xã hội thì nó phải chịu. Nhưng chồng cháu đúng ăn cháo đá bát. Vợ đứng ra vay mượn của băng đảng người nọ người kia, anh em họ à, ba bẻ bốn bên rồi để chạy lợ cho chồng mày. Nhưng chồng mày lên tòa, chồng mày bảo tôi có đánh bạc ngày nào, tôi có chơi ngày nào, tôi có lợi ngày nào, nó nhận nợ thì nó phải chịu. Chồng cháu đúng là khốn nạn. Thôi bà con xin bà thôi. Thế nên này ấy, ai mà nhìn chồng cháu thì đúng là tưởng là tổng giám đốc, nhưng là giám đốc công ty thổ địa. Sau đó về nhá, cháu quay ra cháu bán nước mía, cháu quay ra cháu bán hàng đông lạnh, chồng cháu toàn rút lãi hết. Đáng nhá, mỗi một ngày cháu được 1 triệu bạc. Nhưng mà chồng cháu rút lãi vì là bán nước mía này, bán hàng đông lạnh này, này bán hàng nó nọ nữa, chồng phải rút lãi mỗi ngày, chồng phải rút lãi được 500 nghìn. Thế giờ được 1 triệu bạc rút 500 nghìn thì còn lấy đâu ra. Thế nên là đây về hôm đấy mà các cụ không về nhanh ấy, thì con Mai nhà mày bị ngã, chồng mày nó đạp một phát bay một phát. Hôm đấy không có các cụ thì con mày lao đầu từ cầu thang rơi xuống chết luôn. Vâng. Nhưng hôm đấy cụ đỡ cho con ấy, con gái nhà mày. Vâng. Thế con gái nhà mày nó mới ức chế, nó mới học về y bác sĩ này này. Nó mới ức chế, nó bảo có người bố không biết thương mẹ thương con thì cái gì. Còn cái thằng Linh nhà mày thì lúc đấy là đang đi học ấy, học cái gọi là đi, không phải là học cấp 3, cấp 2 mà được đi gọi là cái trường thể dục thể thao, nó ưa nó đưa lên. Hết lớp 12 là con mày về, con nhớ chưa? Cứ chuẩn bị thi đấu thì con nhà mày lại hở van tim. Nên là thiếu hơi không làm được. Đây môn các môn quyền của người ta. Thế nên là đây là con mày phải về về thì nói chung là đi học cái đấy thì không học phổ thông không giỏi nhiều. Thế nhưng cứ gọi là hết cấp 3, nó có cái bằng cấp 3 là được. Thế nhưng mà con gái nhà mày nó hận đời, nhớ chưa? Thế là nó hận đời, nó đi học thế nào nó yêu mẹ nó. Nó đi học thế nào nó lại yêu mẹ cái thằng ấy, được cái là nó cũng nó tức mình thôi, tức là người bố không biết thương mẹ, không biết thương gì gia đình mà phá ra chi tử một cái nỗi sự với mẹ nó tệ bạc. Thế là cuối cùng con nhà mày yêu phải khi ông thì được cái nhà cũng trẻ vẻ trông cứ như cụ này. Thế là nó bảo thôi thì nó chán đời. Thế là cái ông kia thì thằng kia thì nhiều tuổi rồi, con nhớ chưa? Thế là nè đây nè, nó chán đời bố như thế, thế là thằng kia nó tán tỉnh. Thế là cháu mình thì đang làm học về cái ngành y, thế là chán tỉnh nên là nó cứ thuật. Thế là thằng già cái thì nó bảo thôi thì chờ nó chứ không lấy nói gì, thì cứ lần tận lần tận nên nó đần ra. Thế là nó bảo thằng như thế là chết rồi, thế là chờ đó, thế là phải lấy ông già, con nhớ chưa con? Thế đây này cũng chỉ vì hận gia đình thôi, nhớ chưa con? Thế nên là còn thằng Minh nhà mày, thằng Linh nhà mày khổ, còn con chị mày không ra gì. Thế còn bây giờ mày đi tao thế mày đi chợ đi mua xong bây giờ không buôn bán được cái hàng kia nữa, bây giờ giả lợi cho chồng mày không đủ, bây giờ phải quay ra đi ấy mở ấy, gần đến chỗ công ty công nghiệp thì là mở hàng ăn hàng yết ra. Hôm đấy các cụ thấy là may là hôm đấy là các cụ dung dùng cho, còn không cái hôm đấy cái lồi nước rau chắc là tụt đầu mày. Nhớ chưa, nó múc nó dội từ trên xuống dưới. May nội nước rau đấy nguội, vì nước rau đấy không phải nồi nước rau nhỏ của gia đình mà lồi đấy là lồi to đun công nghiệp. Con nhớ chưa? Thế nên các cụ chỉ biết mà chồng cháu mất dạy nó đập phá quán xá. Nói đấy. Thế nhưng mà đây bây giờ thôi thì mày cứ ở với nó thì cũng khổ lắm. Nhưng mà có cho bỏ đâu mà con chẳng bỏ. Thôi cứ ở tạm với cái thằng hói cho nó bị sức. Tạm hết đời. Con bảo bà là cho con xin bỏ đi bao nhiêu lần mà. Ôi dồi ôi, mày cứ khấn nữa. Bây giờ mày bỏ mày cũng khổ. Nên tao nói thật với cháu này, bây giờ cháu bỏ nhá. Thì bây giờ đây mày lấy chồng nữa làm cái gì? Con không lấy. Thì thôi đằng nào cũng chịu khổ rồi. Còn cháu tao còn nói là mày lấy trộm tiền của nhà nó mang về cho ngoại nhà mày ta đều biết hết. Nhưng chồng mày có làm gì ra từ trước cái này? Chỉ ăn một cơm thổi còn đéo biết thổi. Thế nên là đây, vì được trong vòng tay người đàn bà là mẹ chồng mày chiều bẵm, rồi lại được chị chồng chiều bẵm nên không phải làm bất cứ một cái gì. Thế nên là trên rong dưới cắt tốt. Thế nên là mẹ mày ấy cho mày ra tòa, mẹ chồng mày định ấy nọ đòi nọ này kia, nhưng mẹ chồng mày ra làm gì được. Thế là cụ tức của bố mặt trên con mẹ mẹ chồng mày rồi.
Nếu còn nó là về đi giờ đi về nhà về cửa thì chồng mày bây giờ nó như thế thì cháu phải chịu thôi. Tốt nhất là bây giờ sẽ cháu phải sống vì hai đứa con cháu. Dù bây giờ con Mai nó lấy thằng chồng già đi chăng nữa, giờ nó đã có con có cái ra rồi, còn nhớ chưa? Nó chấp nhận cái đau khổ của nó. Còn nó lấy thằng chồng già này là do chồng cháu hết, tại chồng cháu hết. Chứ không phải tự nhiên nó muốn lấy thằng chồng già. Con nhớ chưa? Tức là lúc đó nó chán đời, nó không còn thiết tha một cái gì. Con nhớ chưa? Thế nên giờ nó có con rồi thì kệ chúng nó thôi, còn đâu là thằng Linh thì là cho cháu đi nước ngoài. Nhưng mà bà ơi, bây giờ bà thi rủ cho chặn Linh để thi mấy lần rồi không được. Báo nó không đi nước này thì đi nước khác. Thiêu gì được? Thi 3 lần rồi. Đi. Hàn Quốc không đi được, bà ơi, không đến, đi Nhật được, bà thì ơi, đi Đài Loan. Đến 16 này là có một... Bởi vì con nhà mày học là rất kém. Bởi vì tại sao ngày xưa ấy trường nó đưa đi, ấy vì con nhà mày cao, to, cây, nây buộc, đẹp trai. Nhưng nó đưa đi để đi thi đấu. Còn nhớ chứ không phải nếu học về phổ thông này là con mày sẽ không bằng cái đứa nó học đâu. Bởi vì con nhà mày là đi từ bé là được trường, chứ nếu như tao là tao không cho chúng con mày đi. Bởi vì đi thi cái gì thi cái... Có được học chữ gái đâu. Con nhớ chưa? Gọi là taekwondo, taekwondo, judo, judo, judo thì chị cũng không biết. Thế nhưng mà thấy hư này này. Con nhớ chưa? Bà ơi, thế nên là về nhà về là đến 16 là con nhà mày nên là nếu mà học về cái phổ thông mà con mày không kém được. Nên nhà trường nó đủ tuổi cho con nhà mày nó vẫn cấp bằng cấp 3 cho con. Nhưng nếu mà để mà học lại phổ thông thì con nhà mày thua xa bọn kia. Vâng. Với con nhà mày học làm sao được? A B C rè bánh đúc. Con nhớ chưa? Bà ơi, đến 16 này thì là chắc Linh thi đấy, bà thư dụ cho chắc Linh được đi. Để ra xem thế nào. Nhưng mày có cho thằng Linh đi thì thằng Linh hôm nào tao còn nghe nó nói với mày nè. Mẹ ơi, bây giờ mẹ xem nếu con đi thì mẹ lấy tiền đâu mà mẹ lo cho con. Nó trả lời như thế. Bà Lỗi ơi, thế tiền ấy rồi, khó rồi. Tiền vay mượn đấy gì? Tiền này, cái ký ốt ở trong chợ. Cái ký ốt đấy ăn thua gì, còn giãn lãi là lùng người ta. Con vẫn để dành cho chân Linh đủ tiền đi rồi. Thế đấy là lo cho con mày, còn bây giờ đừng có nói gì với thằng Minh. Thế đến 16 này bà Lôi ạ, đến 16 này thì chắc Ninh thi, lần này thì bà về bà mà mày xinh đẹp thế này, mày ở với cháu trai tao, mày thấy có buồn? Con quá buồn. Đúng là mẹ. Nhưng mẹ mà con bắt đền này. Con bắt đền bà Lôi đấy. Do tại bà Lôi thì con mới phải lấy thôi. Ô thì ta thấy thằng Hoài nó đẹp trai thì cháu này lúc ấy này thì cứ thấy nó hỏi chuyện cháu thì cháu này cứ thê bảo là cái bà chuyện bình thường. Thế ta thấy bây giờ lòng nào con vợ bỏ rồi mà mày cái chuyện như đúng rồi thì ta tưởng mày thích nó thì ta bảo là hai đứa lấy nhau đi. Bà Lội giỏi đi đâu? Bà Lội ngáp ngủ. Bà Lội giỏi lắm. Bà Lội cũng làm được. Nhưng mà bà Lội nói thật thì chúng mày lấy nhau đi thì bây giờ chúng mày lấy rồi bây giờ bắt em nhớ. Con bây giờ cạo lỗ mình cơm. Con không thể nào mà tránh được mà con không thể nào mà lấy được. Bà Lội giỏi lắm. Thế thôi đây các cháu thôi giờ về nhà mình thôi. À, mới nói cả cuộc đời biết cả các cụ phục hậu cho vậy nên làm thế nào. Bà Lội. Bà ơi. Bà. Bà ơi đến đâu chồng tiếp đi. Ê, không có đi chồng đâu các. Bà ơi, tôi đang tìm cái que đi chồng các. Bà ơi, bà nó cũng muốn chồng đến ngày kia để con mua cái chỗ mà cái có cái chỗ rau đấy bà. Thế là bây giờ con mua rồi, con trả tiền hết ở công ty rồi. Thế là bây giờ đến ngày kia thì là người ta phải là ô chỗ đấy bà. Về bà di dụng cho con đi, không bây giờ nó đang chỗ đấy hơn 1 tỷ cơ. Thì chỗ đấy bây giờ được nó rồi. Đang... Thế còn cái chỗ mà nó đang lật đấy bà. Nó đang kiểu như là nó muốn lật của con ấy. Thì bây giờ bà di dụng cho con đi. Để cho cái con đấy nó mua đi hơn 1 tỷ đấy. Bây giờ, rồi. Bây giờ là nó đang muốn là tỷ 3 hay là tỷ 4 đấy bà. Thế thì cô về đi về thì bà run rủi cho. Thế còn đi về trông non thế con này cái mai cũng ngon không? Thế thằng chồng nó bây giờ như thế nào? Bây giờ thì nó bảo nó đi khám để nó đi nước ngoài. Chồng nó? Nó đi nước ngoài nó lao động. Cô lấy tuổi quá, lấy nhiều tuổi, khổ một bà cháu. Thế thôi, giờ đây thôi cũng phải bơm trái rồi, nó đã lấy nhau rồi, cô nhớ chưa? Bây giờ biết làm thế nào? Con thuê cái chỗ nhà đấy, thì bây giờ lay nó đe là lên giá, mai nó đe nó bảo bán chỗ đấy. Thì bây giờ con bảo là con không thuê chỗ đấy nữa có được không bà? Con thuê ngay bên cạnh này. Được. Ngay bên cạnh có 6 triệu mà thuê đấy 12 triệu bà. Được. Được rồi, cứ lấy làm bây giờ bà run rủi cho.
Thế còn đâu nào? Thế nhưng bà ơi, Tết xong thì lúc đấy là cô ở đây không làm. Thì đến Tết xong thì con sang đấy thì đến bao giờ mở hàng xong bên đấy là bà? Lâu mở được thì sang tháng 2. Ê, tháng riêng tháng 2 đều được. Nhưng mà ngày nào bà? Các cháu mà mở hàng được thì là đến cái khoảng mùng 8 hay mùng 10 là các cháu nọ dọn ăn. Mùng 8, mùng 10 thì người ta chưa hết thời hạn. Ngoài bà từ mùng 10 hết lên thì bà cho con ngày nào? Thế không 16 đi. 16 à? Ừ. 16 tháng 2 à? 16 tháng này, 16 tháng riêng tháng 2 đều đẹp. Thế không thì là nếu mà mùng 10 có được không, 12 không. Có được không? Không. Nhưng thế thì không 16. 16. Ừ. Dọn sang đấy rồi bà phụ hộ cho đất hàng. Thế thôi, còn đi giờ thì cháu khổ thì thôi cháu chịu. Còn chị cháu như thế đối xử với cháu bây giờ rồi, gia đình nhà chồng tác lại đối đẩy với chị thôi. 16 là con mở. Còn đây cứ yên tâm thì bà phụ hộ cho. Đây con mai bán hàng với phụ hộ cho con. Nhưng mà mày được lên chức bà rồi cũng ngoái. Con buồn. Nên con rẻ nó như thế đến thì có ngại không? Nó gọi mẹ khâu thì cứ ngại ngại. Bà ơi, báo nó là thôi bà xưng tô chứ chưa đấy. Chưa. Giờ nó ta thấy mày cứ ngại ngại cúi cúi xuống, cúi đéo nó lấy con mình rồi, nó chém con mình rồi là mày nhiều, mày vẫn là con ta. Mày ngủ với con đâu, con mày gấp không? Thế thôi bây giờ mày này, con mày là cháu tao. Cái mẹ đến đâu đấy? Bà ơi, quan trọng nhất là đến thôi bây giờ bà cứ ở nhà đi nhé. Bà cứ ở nhà bà phục hộ, bà trông con. Bà còn phải về nhà chú các chú, bà chỉ tính toán qua cho ê coi quán cháu thôi chứ bà không ở nhà cháu được. Vâng, cái thứ hai là bà ấm mà con ê thương của bà. Hai ngày nữa thôi là nó kẻ ô của con. Ừ, thế được rồi, thế ta về. Bà ơi, hai ngày nữa gì? Không. Hôm nay là mùng 7, à, ngày mai 8, mùng 9 gì đấy hả? Ờ, được rồi. Mai bà ơi, tối mai. Thế chiều nay ta ra chợ ta ngồi đây sẵn. Được chưa? Bà ơi, mai là vâng, bà ở trên văn phòng với bà. Đấy, bây giờ những ô của nhà của con đúng cái chỗ đấy rồi. Nhưng bây giờ nó kiểu nó nhiều tiền quá, nó muốn lật đi bà. Thì để cho chúng tôi lên. Đấy. Thế được rồi, bây giờ về ra chợ ngồi luôn. Chưa? Ra ngồi góc chợ là ngồi luôn đấy chứ cháu. Thế chưa? Mày thế thôi, mày chuồn, tao phát, mày biết, tao về. Bà cái gì đấy? Con biểu bà tí bà gọi cho con Tâm ở thành phố Bắc Linh đấy ạ. Bác cũng Bắc Linh à? Ở thế à, Bắc Linh đó là? Nghĩa Trang thành phố con ở trên thị cầu. À thế tôi chị cầu, thế đây đây tôi ở Gia Bình. Cháu nó ở Gia Bình. Ở thế hôm nào dỗ chúng đi chơi. Bà nội ơi. Đấy tôi vừa anh cháu nó vào cái tôi ngồi cổ tôi tụt tôi chẹt cái chúng đây đi chứ. Bà nội ơi, thế hôm nọ bà nội đi hay là bà nào đi, hai bà một bà đi đấy thì bà nội đừng đi nhé, bà ở nhà bán hàng cho con. Biết thế, thôi mày chuồn, tao phát, biến tao về. Thế bây giờ bác Tuấn với chú Phương ở đâu? Thì các chú thì bây giờ vẫn là đơn vị, các chú vẫn phải đi công tác chứ. Thỉnh thoảng các chú với cô, các chú về Nghĩa Trang. Thế con bây giờ, nói thật thì hại đứa con tao chết, tao chả được cái mẹ gì. Thiệt thòi quá. Nhưng bây giờ bác thì chú... Vì hai cái thằng ấy tao đánh cho một trận này gần chống chi chết. Tao đánh cho nó. Bởi vì lúc ấy nó chưa đủ tuổi, các chú chưa đủ tuổi này chốt đi bộ đội. Con nhớ chưa nên tao chả được cái mẹ gì. Hai đứa con tao hy sinh vì đất nước mà tao chả được cái mẹ gì. Bác với chú về vì trốn đi bộ đội. Trốn đi bộ đội không báo qua chính quyền. Thế là đến lúc ấy chỉ có giấy báo tử về thôi nhưng mà lại không được làm bộ đội. Thế mới đẻ hú đấy. Chả biết cái chính quyền này là thấu tá nào. Mà tao cũng sống tao mới lên tận xã, lên tận chính quyền tao đòi rồi mà nó không cho. Nó bảo là con cụ trốn đi bộ đội thì nào. Con cụ ấy tự ai bảo con cụ đi bắn nhau. Ừ, đi theo người tao. Bây giờ bác với chú con về là được rồi. Lúc ấy chúng nó bé quá. Vâng. Ê, đây, chúng nó toàn 14, 16 thôi. Ừ. Một đứa 14, một đứa 16. Mẹ nó trốn. Một đứa thì đi, ê, cái đợt mày nó cái đánh ở mãi, ê, cái trong miền Nam, miền đê. Thế ông ấy, con nhớ chưa? Sa thầy con tu mới nó nhảy lên ô tô, nó đi ai mà biết. Thế thì lúc đến đây chỉ có biết là có cái giấy báo về. Nhưng mà giấy báo ở đơn vị vị về là trong đấy. Nhưng mà về quê thì xã chính quyền thì mình nó không chấp nhận. Vâng. Nó bảo là này ê, con cháu cụ nà đê. Nhưng ở trong đơn vị thì này đánh đi theo cái đoàn tuấn đoàn đấy nè. Ê, bộ đội các thứ là người ta đê có đơn giấy tờ là trong đấy là đưa về. Đưa về nhưng mà ở mình thì này ở xã mình và huyện mình nó lại không cho được làm bộ đội. Nhớ là được. Bây giờ này tôi đi kiện đến bây giờ không được không? Không được đấy chứ. Nhà chúng tôi cả nhà rồi, con trai tôi này, bản thân tôi này, tôi còn lên huyện lên xã tôi tủ quần tôi kêu mà nó cũng không cho. Bây giờ tôi chết rồi. Nó bảo con tôi là tự đi bộ đội chứ nó không cho đi đâu. Cả bác cả chú. Thế nên là khó tình nguyện nhưng mà con nhà mình tôi nên cái tỉnh tôi là cái tỉnh chó chết thì gây đến chưa tôi nha. Hai đứa con tôi nhà tôi toàn bộ đội thôi nhưng mà chúng nó có ít tuổi quá tôi chưa cho đi bộ đội. Thế nên là chúng nó khổ chứ bây giờ thì con cái chúng tôi cháu nhà tôi là đánh cái chủ.
trời ơi mà cái trận tuyến là không có địa bàn đấy, ở huyện Sa Thầy tỉnh Con Tum ấy. Núi trời ơi. Đông Nghĩa đấy. Thế thôi, mày đi về đi. Tao đi về đây. Chào các cụ. Tao bảo bây giờ tao về tao ngồi chợ luôn. Các cụ bà lên như cả 16 chân linh khi nhá. Bà về như bà rủi rủi cho chân linh được nhá. Khiếp mày lắm rồi, thôi biết rồi. Lắm rồi. Con chào bà. Khiếp nói trước nào. Ông mẹ ông lên ông tụt lên đây là tốt lắm. Vâng. Bà về các cụ. Con chào bà Lộ nhá. À bà Lộ ơi. Kẻ thương em nhiều. Thôi bây giờ ra cho chợ ngồi đi. Vâng.